Hello, mình Cao xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay em quay cái video. Mấy bữa này lâu quá em không có lên video do chó con nhiều quá, bận việc tùm lum á với việc nhà. Thì hôm nay em lên cái video em cho anh chị em xem cái ổ, hai cái ổ chó con Bull Pháp. Đó, một ổ là cũng được hơn một tháng rồi, con của heo sữa, còn một ổ là con của Boy Ga. Rồi bây giờ thì em sẽ cho cả nhà xem nha. Dạ đây. Đây là ổ con của heo sữa. Đó. Ổ này 4 em nhưng mà hồi nhỏ có một em bị lép ngực. Lép nặng quá, trong bụng đã lép rồi. Nên đâm ra là nuôi cái đến khoảng chừng mười mấy ngày thì mấy độc tử. Bây giờ chỉ còn có ba bé đó thì em chuẩn bị nè, sữa thì em cho uống sữa Epilac. Epilac mấy lon rồi. Rồi bây giờ lớn chút thì em pha vô cái bio đủ loại sữa luôn. Thì có cái thùng sữa mới này nữa nè, cũng đang thử mà chưa biết nó ok không. Rồi chó con bên đây, ổ bên đây, đây là mẹ Angel. Mẹ Angel này mới đẻ, lứa này là lứa thứ chín, lứa thứ chín nha. Đó, bên đây nè, lát hồi em sẽ chiếu qua bên đây cho cả nhà xem. Thì đây là mẹ Angel mới im thôi con. Đó, thì cái ổ này á là được hôm nay chắc được 35 ngày, che lại mở đèn để cho nó ấm. Vậy mấy bữa nay trời nó cũng hơi lạnh. Đây là con của heo sữa ha, mặt mũi nè, body nè, rất là đẹp ha, màu đen. Em này là đầu đen nè, em này đầu đen, ở giữa có đường trắng mà khoác nguyên một cái áo, nguyên một cái áo màu đen luôn, rất là đập. Em này đực. Rồi tiếp đến em này cũng là đực luôn, đều đầu đen, ở giữa có đường trắng hết, bảng màu rất là đẹp ha. Em này thì cục đòn luôn đó, em này là cục đòn, em này cũng là đực, còn em đây là cái vậy con. Em cái nè, ở đây để cả nhà xem sáng đó. Em cái xương tay xương chân nè. Rồi bảng màu trên người nè, bảng màu rất đẹp ha, con của heo sữa ra bảng màu, ra bảng màu rất là ok. Thì đây là được 35 ngày rồi, ổ này là ổ full giấy chip, giấy VK đó. Em mẹ thì ở trên đây đó, em mẹ em cho lên chuồng rồi, em mẹ ở đây, em mẹ đẻ xong rồi thì tháng mấy rồi bắt đầu phải lọc. Em cha đây, em cha là heo sữa. Đó, em cha heo sữa thì chắc mọi người có xem YouTube của em thì sẽ biết em cha heo sữa rất là nhiều rồi. Rồi đó là heo sữa. Đó, còn bà ngoại là đây. Đó, bà ngoại nhập Hungary. Rồi, nên cái ổ này á, rất là ok nha. Ổ này thì cái nguồn gen rất là ok. Anh chị em nào muốn mua làm giống thì rất là ổn. Tại vì khi mình nhìn vào cái ổ chó con, bốn con nó đều một màu hết. Đó thì tức là ổ này là nó nguồn gen nó thuần cái bò sữa. Rất là đẹp, xương tay xương chân nè, đó cả nhà nhìn. Đó, chân tay út ít luôn nè. Vài bữa em tẩm bổ lên nữa cho mập ú lên nữa. Vài bữa ăn uống vô thì sẽ ú hơn nữa. Đó, cả nhà nhìn ha. Rất là ú ha. Sẽ cho ú thêm tí nữa nhưng mà cũng ú vừa thôi, tại vì ú quá thì nó lại mập quá, cũng không được, đi lại cũng khó khăn lắm. Rồi ok, bây giờ em qua bên đây để đóng cửa lại. Rồi qua tiếp bên đây, đây là em mẹ Angel, phối với lỗ này là phối với lại Boy Ga. Đây Boy Ga, đây Boy Ga, thì Boy Ga màu lý lắc phối với lại em bò sữa. Thì mới đầu là ai cũng nói là giờ đa phần là ra sẽ ra màu đen. Thực sự đúng, nó có ra màu đen cả nhà. Nhưng mà ổ này ra tới 7 bé. Nhưng mà đen này á là không phải đen không. Đó, đen này không phải đen không nha, đen này có vàng nữa nha. Bốn chân vàng thì lớn lên để lột nè, má vàng nè. Cái má của em mấy vàng. Đó. Người vàng nha, chứ không phải là đen, là đen thui. Rồi bốn chân đen vàng ha, ngực vàng luôn. Em này nhỏ lắm, em này cục đòn này được, em này hy vọng ra lách tan. Còn ở đây là màu bò sữa nè,
Đó, màu bò sữa. Màu bò sữa ha, mặt mũi rất là ok. Hai em bên đây thì cái màu lạ lắm. Không phải trắng vàng mà nó trắng trắng rồi cái nó không mình nghĩ nó không phải lilac đâu, lớn lên sẽ đổi màu nhưng mà cái màu lạ lắm. Đó. Cái màu cũng cái phần ngay đây thì na ná giống cha nè, nhưng mà lớn lên thì chắc nó đổi nó ra nó thiên về trắng vàng nhiều hơn. Một em. Đó với em này nữa. Thôi con, thôi con. Đó đây là em cá blue này cũng mới phối với lại em lilac rồi. Mới phối với bò gà đó, mặt mũi rất là ok ha cả nhà. Một nếp luôn, mỏ ngắn bưng nè. Mỏ rất ngắn ha. Còn có bò gà ra ổ này rất là chiến với một em cái nữa. Ở đây có một em cái đen. Đen mà cũng có khả năng có máu lép tan trong đây. Em này có nguồn sen của Lý Lắc nha. Nếu anh em nào chơi á thì vẫn phối vẫn có thể đời sau ra Lý Lắc nè. Không, không phải đen hết nha. Đít màu vàng nè, bốn chân nè, má má có vàng nè. Chân vàng nè, chân hơi hơi vàng mà mình sợ lớn lên thì nếu mà nó ra đen á thì là có nguồn gen. Còn nếu mà cái vàng này nó lột ra nó lên thêm vàng nữa thì thành black tan thì cũng ok. Đây là em cái nha, em cái đó mặt cũng nếp quá trời nếp nè. Rồi tiếp đến em phải để ra cái rổ vậy để riêng về cả nhà, rồi sửa đèn nha chứ không có để chung nha, để chung vô rất là nguy hiểm, tụi nó em ấy sẽ bú nhau rồi xong rồi nó không có tốt. Đó đây là em bò sữa. Bò sữa này mảng màu cực kỳ đẹp luôn. Và em này là em đực. Đó cái mỏ nè. Cái đầu đã chưa. Và em này á, cái má có vàng nha cả nhà. Cái má ngay đây có vàng vàng nè. Có vàng vàng nè chứ không phải là mặt đen. Đó đây là em bò sữa ha. Em bò sữa đực. Rồi ở đây cũng là em bò sữa đực luôn. Mẫu này ra con 7 bé nên sau này lớn lên không có to con. Đó mặt ngắn, mặt mỏ mỏ ngắn bưng à. Thấy không? Màu bò sữa rất là đẹp ha. Màu bò sữa rất là ok, sạch sẽ. Rất là dễ thương. Rồi em cho vô đây lát hồi em cho bú. Thì hiện tại bây giờ á là em đang cho bú mẹ vừa bơm sữa. Vừa bơm sữa. Thì em bơm ở đây là em bơm thẳng vô bao tử luôn. Em truyền thẳng vô bao tử chứ không phải là không. Đó đây là em cái mẹ em. Thôi con, thôi con. Thôi. Đó cái mẹ em này bầu sữa cũng ok lắm rồi. Đang ra sữa chứ mới đầu không có sữa. Phải kích sữa đủ thứ hết. Đó. Thì ra là Angel. Rồi, hôm nay chia sẻ đến gia đình mình, cả nhà mình. Mấy em là ổ này 7 em với bên đây 3 em là 10 em, thì ở dịch dịch này nhà đang nuôi 10 em chó con. Chăm cũng hơi phơi. Lần cho bú xuống cho bú rồi cũng cũng đuối. Nhưng mà cũng vui dịch để có việc để làm. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video. Rồi vài bữa nữa mình sẽ lên những cái video có những cái gì mới chơi máy thì sẽ chia sẻ đến cho cả nhà biết. Còn cái ổ bull farm này thì sẽ bắt đầu nhận cọc cho cái ổ này con của heo sữa đó, nhãn màu rất là ok nha cả nhà. Thì anh chị em nào nếu mà yêu quý thì hãy liên hệ trực tiếp cho Bình Cao, em để cái số điện thoại với cái fanpage cái Zalo em lên đây thì liên hệ để em báo giá. Nhưng mà em nói trước cái ổ này giá trị rất là cao nha, ổ này giá trị nó cao, phải full giấy nên cái giá nó cao, nó tài hàm hàng chục triệu trở lên ha, hơn 20 triệu trở lên đó, nên anh chị em cân nhắc khi gọi điện cho em. Rồi bây giờ em xin chào cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, chắc vài bữa em sẽ lên cái video mới. Rồi xin chào.